Sĩ làm chi vậy? Bác sĩ đang nằm đang để tao mẹ. Đang làm gì? Cái này đang ngủ. Sĩ đang chăm cứu cho mẹ, tay mẹ nhức. Tay mẹ cầm chuột nhiều. Mẹ đã đừng ngủ. Hả? Ngủ rồi hả? Ôi mẹ có sao không? Mẹ không kêu mà. Mẹ kêu mà. Tránh sao để bác sĩ làm. Hỏi mẹ có sao không? Sĩ đang chăm cứu cho mẹ đó, cho mẹ hết. Sao không? Cái này đâu? Ngủ luôn à? Lấy ghế ngồi đi. Ghế ngồi đi, hồi đó bác sĩ đủ về đâu, chỉ chích mông. Bác sĩ chích mông cái kia kìa. Cái nào? Chích mông sữa nha. Không. Sao không? Dạ. Dạ con ngoan. Không ngoan đâu. Bác sĩ được chích mông con. Cái này là bị bệnh nghề nghiệp. Tay cầm chuột. Lít chuột rồi viết bài rồi đứng dạy, cho nên là nhức chân và đau tay, cho nên Ngọc phải đi chăm cứu. Hôm nay là ngày chăm cứu. Chị cấp cứu thì gương ba người ta ơi ta. Chị cấp cứu thì gương. Này mẹ chăm cứu. Hôm nay là ngày thứ hai mẹ đi chăm cứu. Chăm cứu là đỡ rồi, đỡ nhiều rồi đó. Trời ơi. Đi ra. Mẹ. Đi ra. Thôi. Thôi mẹ đang chăm cứu mà. Sẽ chăm luôn. Không. Thì lại đi ngồi đi. Để ngồi với cô kìa, mọi cử giữ xe kìa, hồi mất xe đó. Xe cho đâu? Rồi. Hả? Giờ chú đét xe của cha luôn rồi. Rồi sao vậy? Đi cái bồn vậy nè. Xe đâu? Xe cha đâu? Xe con. Cha đây. Làm sao? Xe đây, xe cha đây. Xe cha đó hả? Đây, ngồi canh đi, tí đi bò về. Ngồi canh xe đi con. Đây, bác sĩ có được chơi cho xe sữa nè. Mày nè mày. Hả? Màu gì? Màu đỏ. Sữa màu đỏ hay vậy ta? Nè mày gì? Màu gì? Đỏ. Còn màu gì nữa? Mày gì? Màu gì? Màu xanh. Màu này màu gì? Màu vàng xanh lá cây. Màu vàng. Màu này màu gì? Màu gì? Xanh dương. Xanh dương. Sao đi khám bệnh cho mẹ mà quải theo? Cái này màu hồng được. Đâu có màu hồng được không? Sao đi đi chăm cứu cho mẹ mà quải ba lô hơn vậy vậy? Này có màu hồng nè. Đâu màu hồng đâu? Nè. Cái từ này có gì không? Không có nói chuyện trống không nha. Chú Hề. Cái từ này có gì không? Con này con gì không cha? Cha. Cái này con gì cha? Con chú Hề. Con chú Hề đi đâu rồi? Chú Hề chơi đi chăm cứu. Chú Hề đi chăm. Đi chơi xe chăm cứu. Bác sĩ nó có nhiều chuyện kìa. Bác sĩ nó có nhiều chuyện kìa. Dạ. Rồi, bác sĩ nói như sửa nhiều chuyện kìa. Ba chiều nó có gì? Bữa nay đi hết sợ ha. Bữa trước đi sợ phải không? Ừ. Cái này ghim vô hả? Ừ, ghim vô. Con ghim chia hai đều để thôi nó ngã. Một bên nó ngã đó. Chia đều quá. Nè, dựng đứng lên. Rồi. Đó. À. Hiểu chưa? Dạ hiểu.
Phải chia đều chứ không, một bên nhiều bên ít là nặng, bên nặng bên nhẹ. Nó nghiêng phải không? Đó, ngã được. Từ của bác không cho chơi nữa đâu. Đây. Được chưa? Đây, rớt. Xích đầu tiên á, nhưng mà con ngồi lên đâu được. Một bên á. Bên này là nhà. Bên này là nhà. Để đâu được. Ngã kìa. Kìa, hỏi mẹ có sao không kìa. Trời ơi. Nói sao? Đâu quá hả? Đâu quá. Đâu quá rồi. Hả? À? Muốn liền nè. Bác sĩ làm mẹ đau rồi kìa. Đâu quá. Chúc con về. Chúc bác sĩ lấy ra. Cái gì? Nhưng mà chúc bác sĩ lấy ra. Chúc bác sĩ lấy ra chứ. Chúc bác sĩ lấy ra chứ thôi. Chứ thôi mẹ đau làm sao? Đúng không? Tôi hỏi thăm mẹ đây kìa. Bác sĩ chăm cứu xong rồi kìa. Thôi mẹ ơi, mẹ có sao không? Chị chưa chăm cứu rồi. Chị chăm cứu rồi đó. Chị chưa chăm cứu rồi bà ơi, bà nội. Chị chăm cứu rồi. Bà tôi. Bà em bà nội. Bà ồn quá kìa, bác sĩ nó ồn quá kìa. Cái này mẹ Ngọc đi khám và chẩn đoán là bị người ta hội chứng phổ tai, cho nên phải chăm cứu nhiều ngày thì xong mới hết. Mai con nhàn chở mẹ đi khám nha. Muốn anh không biết chạy xe em đâu. Vậy hả? Thì con kêu taxi chở mẹ đi. Được không? Được không? Ừ. Ừ. Thôi được rồi, đừng có phá hỏi bác sĩ không có dùng cấp à. Được rồi con. Con hỏi thăm mẹ kìa. Mẹ có nước không? Có được bụng không? Mẹ đâu có sao đâu. Để đi cứ gần, đứng lên gần. Mẹ đâu có sao đâu hả? Dạ. Nhưng bác sĩ chết là đâu có sao đâu. Quấn liền à. Quấn gì? Quấn giả bộ con à. Cái gì? Giả bộ gì? Không có sao. Mẹ sao? Mẹ đau á. Bác sĩ mẹ làm mẹ đau về. Bác sĩ làm mẹ đau về, hỏi là hỏi bác sĩ ơi. Bác sĩ khi nào mới xong? Tặng bác sữa bác sĩ ơi. Bên ngày đầu tiên đi học á. Bác kêu hát tặng bác kìa. Rồi đó, no. Xin lỗi bác. Rồi đem để lên trên đây con. Rồi. Rồi.
rớt cái con này nè. Nhà bác có đồ chơi trẻ em nên bác kem ra cho trà sữa chơi nè. Ủa cái bình nào à? Bình này Cô bác á. Đụng lên. Đụng lên cho bác. Ra đâu có chơi. Đụng lên trả bác đi. Đụng lên trả bác đi. Rớt dưới đất kìa. Còn hai trái dưới đất kìa. Cha đâu chơi đâu. Bỏ lên cho bác đi. Chúc mày chơi. Ờ, chúc mày chơi. Cái này đó mày chúc mày chơi nha. Được không? Dạ. Chơi đó bằng giống con nè. Đó, đứng lên gần mát. Đứng lên gần mát, đá thì đá banh kỳ và ngày lại bó bằng. Ừ, cái gai á. Có đau không? Đau không? Dạ đau. Đừng ngậm nha. Nghe không? Mày hết mỡ này. Ờ, rồi, cắt cho bác đi. Mỡ này. Không có đừng ngậm nha. Đưa lên miệng á. Mơ. Dạ. Để anh nói chút mày chơi nha. Dạ. Để tôi cái rối đi. Giờ để chơi đá bành. Bác sĩ chơi nào. Bác sĩ chơi cái này. Rồi cô chơi nào. Này. Hai người chơi phân tán sao được. Hai người chơi. Chơi cái này. Ha. Rồi bên chơi đá bành. Còn có một điểm nữa thôi bác cả. Ừ. Chỉ có một sân bay thôi. Cái bành ngộ vậy con. Rồi. Đặt tôi. Để mong rồi. Đứng lên. Đá bể mông rồi. Đá bành té bể mông rồi. Rồi trả lại cho bác. Trả y chỗ cũ cho bác. Đây nè, chỗ nè. Chơi đâu mà trả lại y chỗ đó nha. Còn hai trái nữa đâu. Đánh chơi nha. Ờ, chứ thôi bác nó xuống bác không cho chơi nữa đó. Đánh tay gì nữa. Bấm ra nữa nha. Ờ, bỏ vô cho bác. Dài, lầm, lầm, xong rồi về. Rồi giờ ngủ không chơi. Ừ. Không. Bỏ cặp xuống đi. Bỏ cặp xuống đi cho khỏe. Mang ba lô là đi về đó, phải cua bỏ ba lô kìa. Bỏ ba lô xuống đi con. Đây này đi. Rồi sắp gọn gàng lại cho bác đi. Dạ. Trả lại cho bác nha. Dạ. Giờ mình đi về. Rồi xưa rồi xong rồi mẹ xong rồi đi về. Mình là 55 phút rồi về. Đây là 55 phút rồi. Về. Rồi được bao nhiêu phút rồi? Được bao nhiêu phút rồi? Đã kêu kìa. Dạ. Nó kêu con kìa. Dạ. Nó kêu con cái gì? Cha đi. Là con là. Con là cho cha. Wow. Chưa? Rồi xong, nó con trả cho bác nè. Rồi xíu gọn là trả cho bác nha. Cảm ơn bác cho con mượn đồ chơi chơi nha.
Cảm ơn bác lớn lên. Cảm ơn cha anh. Cảm ơn bác đi. Cảm ơn bác lớn lên. Sữa sắc đẹp quá. Cảm ơn bác lớn lên. Cảm ơn nhỏ bắt đầu nghe. Rồi được rồi. Rồi được rồi. Rồi trả cho bác đi. Lấy cái kia ra không bỏ vô được nữa. Ở trong đây còn cái nhỏ nè. Nè. Rồi bỏ vô. Đúng chưa? Rồi đúng rồi. Rồi. Rồi được rồi. Dạ rồi. Cảm ơn bác. Cảm ơn bác. Cảm ơn bác. Không lớn lên. Kiếm gì nữa? Có cái này cái gì? Kim đó. Kim đó con. Thôi được rồi con đó. Chích vô trong mông á. Đâu cho mông nè. Còn mông ở đó, ở đó là đầu gối. Mông mà. Mông mà. Mông. Mông. Mông có. Mông chân hả? Mông mà, chích là mông mà. Chích chân mông hả? Đâu là phải không? Chích vô nào. Vô nào. Chích vô tay. Chích cho mông đây nè. Nói chuyện thưa bác sĩ đồng hoàng. Không phải. Vậy hả? Không phải chích con. Không phải chích con. Đang hấp coi này. Bài hát bài này. Rồi, con xếp vào xong lên. Xếp vào xong trên bàn lên. Xếp lá cây vô. Xếp từ lớn tới nhỏ. Con tháo ra nữa hả? Con hít bài này. Hít mà đã hả? Con hít bài này. Màu 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 vàng trên lá cây. Dạ màu vàng. Màu vàng trên lá cây. Dạ. Dạ bông hoàng. Cái này ngủ luôn rồi. Mẹ ngủ luôn rồi. Má mất da. Này là mất da mà. Mất da rất vừa ngủ á. Ủa đâu bán này cái ngủ đâu. Cái này bốc pha. Bốc chai đây. No. Lên mắt xa nè, em nằm đấy, mắt xa chứ. Ủa không phải, cái này nằm mắt xa nè. Không phải mẹ mắt xa đâu. Mẹ chăm cứu. Lên đây, mắt xa cho. Con nằm con chăm mắt xa cho. Ủa nó phải ngủ không, mẹ chăm cứu mà. Mở mắt ra chút vậy rồi. Ủa mở mắt kia lên cho ngoài cái dạy cân kêu. Nhắm mắt là ngủ. Ê, nó bắt chỉm à. Nó chỉm à. Ngủ. Dạ. Không có phải đâu. Con đi chơi à. Sữa ở nhà có coi phim không? Cô hỏi con có phim không? Có phim gì? Con coi nhà có phim gì? Bữa. Thằng kia có coi phim gì với mẹ hay đó? Nó chơi à. Việc gì cho đóng hết sữa? Cô hổ bắt đầu. Phim gì cho đóng với cô hổ bắt chân. Phim gì? Rồi 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 rồi. Cô hổ bắt đi gặp ba bé không? Ba gì? Ok ok. Rồi bỏ bậy rồi. Bỏ đúng rồi. Bỏ từ lớn tới từ nhỏ tới xong bỏ kỳ vậy. Bỏ lại đàng hoàng cũng được. Bỏ lại ơi. Còn một cái nữa nè. Con phải bỏ lại, bỏ từ lớn tới nhỏ. Bỏ sai rồi. Không
sắp ra, nó ra đúng rồi. Chưa sai luôn. Lấy ra nữa. Lấy tới màu xanh lá cây luôn. Nữa. 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 Nữa nữa. Rồi đó đó. Sai rồi, màu hồng trước còn tới màu xanh. Màu hồng, lấy màu xanh kia ra. Lấy màu xanh kia ra. Đúng rồi. Rồi bỏ màu hồng, đúng rồi. Rồi, lấy màu xanh lơ. Xanh da trời. Rồi, lấy xanh lá cây. Đúng rồi. Tới màu vàng. Đúng rồi, màu vàng. Rồi, tới màu hồng. Bên đâu? Rồi đậm vừa xong, giỏi quá, cho sữa một tràng phút tay. Giỏi quá. Thôi chào tạm biệt ông bà cô chú đi. Xíu con về. Đúng không bà cô chú? Rồi, chú. Giỏi video con. Hả? Đập mũi hả? Phòng khám đừng có vô đó, đừng vô đó, đi ra đi, đi ra đi. Phòng khám của bác con mũi hả? Dạ. Rồi, chào tạm biệt mọi người, cô chú và hẹn gặp lại ạ.